Chào anh em đã quay trở lại với thế giới Monster Legend và Mia Thanh EZ đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục là đi thu hoạch vàng và thu hoạch thức ăn để lấy thêm các điểm coi cái. Điểm coi của mình rất là ít và mình sẽ cố gắng là lấy toàn bộ này nha. Ở đây thì cái quảng cáo mình đã xem full quảng cáo rồi nhưng mà vẫn chưa đủ trứng. Chắc là chúng ta phải cần làm thêm cái hầm ngục, ở trong hầm ngục ấy, để có thể lấy thêm những quả trứng mới trong này. Mình còn thiếu, để tiếp mình vào cho anh em xem. Mình thiếu một quả trứng màu đen này, hai quả trứng màu đỏ, một quả trứng màu vàng và một quả trứng màu xanh da trời, màu xanh nước biển. Còn màu xanh lá cây thì mình có tận đến 10 quả cơ. Rất là đen đủi, toàn được màu xanh lá cây. Ở đây thì mình đang xây cái dựng cái môi trường hệ ánh sáng cho cái con Pegasu. Con ngựa có cánh chúng ta. Đây, con ngựa có cánh nó đã nở ở đây. Và mình sẽ review cho anh em xem con này luôn nha. Hệ đây rồi, ánh sáng để cho bay được. Đây chính là con Pegasu. Đó, ngựa có cánh đây. Chà chà, làm gì đi ta? Sẽ bay lên trời à? Wow, ánh sáng à? Nhưng có vẻ hoành tráng ta. Pegasus thì ở trong thần thoại Hy Lạp thì là thú cưỡi, là ngựa của Hercules, theo mình nhớ không nhầm. Và con này là Epic này anh em. Nó sẽ công chỉ là 3 thôi, công 3 thanh này. Tốc độ là 3 thanh, máu là 3 thanh và stamina là 3 thanh. Mình chắc là mình sẽ dùng con này, mình sẽ xem nó có skill gì mới không nha. Chúng ta sẽ tìm tới Monster này, Monster Legend. Và mình sẽ tìm tới cái con đấy là con gì nhỉ? Con Pegasu, tên là Pegasu, P này, Ga-su. Và mình sẽ xem cái thông tin của con Pegasu như thế nào nha. Đây hình ảnh này. Đây là thông tin của con Pegasu. Ở đây thì chúng ta sẽ có thông tin của nó. Chúng ta sẽ có một chiêu ngựa thánh này. Thống kê cái gì đây? Hồi 40% lượng máu và loại bỏ tất cả hiệu ứng. Con này là con búp rồi anh em. Tuyệt chiêu của nó đấy. Một tuyệt chiêu gây ra sát thương ánh sáng. Poison này gây ra thiệt hại tự nhiên và mục tiêu sẽ bị poison. Đồng thời chúng ta sẽ như kiểu là chúng ta sẽ duy nhất là chúng ta sẽ có thể là hồi máu 40% máu cho đồng đội. Con này hồi máu rồi. Cái này nhiều kẻ thù đây. Không có cái hiệu ứng gì cả. Không có cái gì là thánh lễ này. Thì nó sẽ được nhiều đồng minh và làm tất cả đồng minh hồi 35% máu. Chiêu này khá hay. Gây ra thiệt hại tự nhiên thấp và có thể gây ra poison. Và đây nhiều kẻ thù, đơn kẻ thù. Con này thật ra nó chỉ yếu thôi. Và chúng ta có thể thông tin này, Pegasu có tất cả các kết nối gì đây. Nó được Poseidon săn bắn, làm việc cho Zeus và là bạn với tất cả các Muser Hy Lạp. Do đó nó được sự giúp đỡ từ Olympus mỗi khi là nó trong cuộc chiến. Đấy, nhìn chung là nó sẽ liên quan đến cái thần thoại Hy Lạp. Và nó sẽ là thú cưỡi của Hercules. Chúng ta sẽ vào đây và cho nó ăn thôi nhá. Mình sẽ cho nó ăn lên để nó tiến hóa. Đây chính là Pegasu của chúng ta. Ở đâu không phải. Chúng ta nhầm con ạ. Đây chúng ta sẽ thấy cái cửa ánh sáng như kiểu là thiên đường vậy. Đẹp phết à. Cấp 20 nó sẽ tiến hóa. Chúng ta sẽ học thêm một cái skill nữa. Skill hệ ánh sáng này. Đây là cái dạng cấp 2 của con ngựa lửa. Khá dễ thương nè. Bay lên trời. Và tạo ra mây đúng không? Đâu rồi? Biến mất luôn rồi. Đấy, và mình sẽ học được thêm một cái chiêu khả năng hồi 40% máu. Khá ổn. Đây sẽ là cấp 15 của nó. Nó sẽ gây ra poison trong vòng 4 turn. Nhìn chung con này thì mình sẽ cho cấp bao nhiêu nhỉ? Để mình xem xét. Chúng ta sẽ cứ cho nó lên đấy đi á. Chứ cho lên cấp 20 tiến hóa đi á. Đây là dạng thứ 3 của con
ngựa gọi là ngựa có cánh đây, Pegasus, và chúng ta sẽ cho lên đây nha. Mình sẽ tên cho nó là gì nhỉ? Con Pegasus này là mình sẽ đặt tên cho nó thần ngựa đi, thần ngựa được không ta? Nhưng mà đây không đặt tên được. Thì anh em nào có tên hay thì hãy comment xuống phía dưới nha. Mình thấy chúng ta sẽ trồng thêm thức ăn này, trồng thêm thức ăn này. Tiếp tục là mở thêm một cái hòm free ở đây. Không biết nó có ra trứng không? Ra trứng đi em ơi. Nó ra một cái team là team một cái strength tăng máu, à không, một cái runner tăng máu. Mình còn đang thiếu một số cái, đang có hai người online đúng không? Chúng ta sẽ vào trong cái này để chúng ta có thể là xem nào. Ở đây đang có cái team gua này, chúng ta sẽ xem vào team gua nhá. Không biết là team gua này mình có con nào có thể đánh được không? Chúng ta còn hơn 3,9, gần 4M thức ăn này, hơn 7M vàng. Mình nâng cấp liên tục tất cả các thứ nên là vàng hết rất là nhanh. Và chúng ta còn rất là nhiều thứ cần phải xây nữa. Và không giờ là đủ đúng không? 80M vàng để mở thêm khu vực đất nữa. Ánh sáng này, magic và sấm sét. Cái này thì quỳ rồi. Vấn đề là sao tôi đánh được đây? Ánh sáng mình có Ethereal, magic thì mình có mấy con Duchess các thứ, và sấm sét thì chúng ta sẽ có một con khủng long bạo chúa nhảy nhạc. Con đấy có vẻ ngon. Chúng ta sẽ vào và chiến đấu. Sao lag thế ta? Mình có bật cái gì đâu? Đây rồi, mình có cả tay ga cơ, ngon. Astro cấp 40, cấp 27 và cấp 40 nó cũng có legendary này. Rồi chắc mình sẽ đánh bằng cái team này luôn nha. Nếu thế thì mình chọn một cái team nào đó mình có nhiều điểm hơn có vẻ ngon không? 8 điểm này. 44, 52, 6, 10, 9 này. Có Pegasus, có con Griffin và một con thiên sứ 14 này. 14, 60, 100 thôi, mình sẽ đánh cái con vừa tầm thôi, như con này này chẳng hạn được này. Nó có một con legendary này, chẳng sợ, mình cũng có legendary trong team của mình mà. Đấy. Ồ, nhưng mà legendary của nó khỏe lắm. Phải cho con này ăn lên, hoặc là chí ít cũng phải là cho nó 70 này. Thấy có một cái đầu tiên là có vẻ dễ đánh thôi. Rồi chúng ta sẽ đánh cái đầu tiên vậy nha. Cố lên nào, tiến lên. Nếu muốn cho bọn kia đánh thì cần phải cho cái con Tiger, cái con báo này, cho nó ăn thì nó mới lên được, mới khỏe lên được. Con này thì có chiêu gì nhỉ? Chiêu On Enemy này, giết đôi được Karasu. Ồ, một chiêu bọ đúng không? Và chúng ta có thể stun con này luôn. Stun nó. Đã stun rồi. Tiger giết nước cái con nhân mã này luôn này. Hơn 2k. Nó sẽ bị chảy máu dần này. Chảy máu dần. Đó, nhiều sát thủ ấy. Đẹp lắm. Đó, chết luôn kìa. Chảy máu dần, trời thấm vãi nhé. Con này sẽ bị strong, sợ độc à? Cái con bánh này sợ độc này. Cho một chất nhầy chứ. Victory, chiến thắng, win. Ba con sống sót, cả ba. Chắc mình sẽ đợi hồi thôi nhỉ. Hoặc là mình sẽ phải nâng cấp cái team của mình lên thì chúng ta mới thể đánh được. Còn cái nhiệm vụ gì không? Chúng ta còn khá khá nhiệm vụ ở trong cái phần hầm ngục này. Chúng ta sẽ vào đây và xem nhiệm vụ hầm ngục của chúng ta. Mình vẫn đang đánh dở cái nhiệm vụ game hầm ngục game này. Lấy thêm 3 game nữa và sẽ lấy thêm được một cái quả trứng black nữa, quả trứng màu đen, đạt thành 5 quả trứng này. Nói chung vẫn còn thiếu rất là nhiều trứng anh em ạ. Mega Polaris. Con này như kiểu ổ kim loại, nhìn trông tởm vãi. Legendary cấp 101, khá là gớm nhờ. Sợ đấy, có vẻ sợ đấy. Điều khiển toàn bộ nó nào. Kháng Possessor mà, có thêm một con kháng Possessor mà. Rồi rồi, nó kháng đúng không? Nếu nó kháng thì mình phải cho nó chết trước. Rồi, 20k. Nó sẽ bắn cái con này. Đúng rồi, con này làm vật chắn trước nhá. Xem từ chiêu gì đây. Ui, nó vả phát. Thanh niên chưa chết này. Vấn đề thanh niên này chưa chết đúng không? Mình sẽ cho Gloomy Doom trước. Như thế này đi, để xem mày có chịu được nhiệt không. Con này nó sẽ bị điều khiển. 4k máu. Biết làm gì nữa. Con khúc cầy nhìn đẹp nhở.
Rồi, chúng ta dùng từ chiêu lan. Trời, mít hai con luôn. Bó tay. Thật sự là bó tay rồi, mình sẽ điều khiển con này này. Đã bị điều khiển, 100% đam. Ác mộng các kiểu đây. Đánh nhau đi. Cái gì đây? À, ô nó tăng cho nó mình một cái siêu này. Cái siêu của mình có hơn 600 máu à? Ghê ta. Bây giờ nó cái giao diện đổi rất là dễ nhìn nhá. Rất là đẹp. À, rồi mình sẽ dây ra chiêu Daze cũng như Blind nó. Gây mù cũng như gây hiệu ứng là trừ đam. Con này thì tiếp tục sẽ là bị điều khiển này. Hai turn. Đánh đi thoải mái luôn. Đánh luôn vào ngay đi. Ô, nhưng mà lần sau đến lượt nó đấy. Gài mid. Trời. Mình hoàn toàn có thể điều khiển được nó một lần nữa. Đúng rồi. Ác mộng với những cái bọn này là bị điều khiển mà. Ô, mình hết stamina rồi à? Buff thêm siêu cho mình. Sướng. Thật ra con này cũng chẳng khỏe lắm. Con này theo mình thấy nó không được khỏe cho lắm. Tại vì nó toàn buff siêu với buff cái gì ấy. Không thấy cái chiêu gì gọi là khỏe ở đây cả. Trừ 50% độ chính xác rồi. Đánh đấm cái gì. Chắc chắn là xịt thôi. À, Our Impact cắn nó. Ô, con đã tỉnh rồi đấy. Trừ 60 heal. Là sao ta? À, mình có cái giáp. Và mình bị mấy cái hiệu ứng gì ở đây. Trừ power và trừ chính xác 25%. Không có cái gì nhiều, thật sự là không có gì nhiều. Gloomy Doom này, để giết nó đi. Tát vào mặt nó. Hình như mít thì phải. Skill nó mít đúng không? Ok, cắn nó đấy. Nó sẽ bị chảy máu đến chết rồi. Chảy máu trong. Thanh niên này thì cũng chết thôi. 20.000 máu. Đỡ thế nào được đúng không? Rồi, và nó sẽ bắt đầu quay số nào. Quay số trúng thưởng nào anh em. Nice spin. Và nó sẽ ra cái gì đây? Game không? Không game, mà nó sẽ ra thức ăn. Chúng ta sẽ ra khoảng 2.000 phút cho chúng ta đây. 2.000 phút. Tiếp tục lên nào để lấy cái quả trứng màu đen cái. Lên đây. Ở đây hết trứng rồi, chỉ còn game và game thôi. Đáng nó phải cho thêm mấy quả trứng nữa chứ nhỉ? Để mình có thể đủ được không? Không đủ nổi. Ok. Mấy con này thì thực ra khá là yếu thôi. Không có gì cả. Đánh nhanh thắng nhanh hay là muốn đánh chậm rãi nào? Thế quái nào lại mít ở là ta 27k. Con nào khỏe hơn nhỉ? 103 này. Cái con thời gian trước kìa, nhìn trông nó khó chịu thế. Ui, kháng toàn bộ effect. Sợ nhờ. Cái con máy máy này kháng toàn bộ effect này. Đánh cái gì? Nhẹ nhàng thôi em ơi. Ô, nó quay ngược thời gian à. Ô, đánh lan, con đánh lan. Nhưng mà này vẫn bị điều khiển đúng không? Ghê ghê. Phải nói thật sự đáng sợ, nó kháng toàn bộ hiệu ứng mà. Con này là đáng sợ lắm đây này. Cực kỳ là khỏe và cực kỳ là ghê gớm đây. Mình phải giết con này trước này. Xùi. Ủa. Đẹp đẹp. Our Impact sẽ là tầm khoảng 20k máu. Con này phải chết. Con này phải chết trước. Nào. Bầy rơi đâu. Để cái con máy móc kia sống thì nó đánh cho mình có thể thua ấy. Chúng ta phải giết cái con máy móc trước. 8.500 này. Chết đi em. Trừ 1630 máu. Trừ 25% đam. 25% độ chính xác. Lại bị điều khiển. Một phát. Ui. Bốc hơi luôn. Bây giờ thì đơn giản quá rồi. Bây giờ trò chơi cực kỳ đơn giản rồi. Không quá khó để giết con này. Thế thôi. Đơn giản. Legendary này không khỏe bằng con kia. Cái con kia sợ quá. Kháng toàn bộ hiệu ứng. Xong rồi nó còn quay ngược thời gian. Cái quái gì nữa ấy. Có khi là mình đánh chết nó rồi. Nó quay ngược thời gian. Khi lại sống lại cả toàn bộ team nữa thì thôi. Em quỳ. May mình hạ nó rồi. Cho sẽ đánh cái con tôm này gái. 5 game này. Đi hết cái này sẽ được thêm khá game đấy. Nhiều game phết. À, có một con này hơi ghê ghê tí thôi. Chẳng có vấn đề gì cả. Cứ chiêu này trước là nó sợ ngay mà. Thanh niên này cho giảm máu đi. Đúng rồi. Lại bị Confusion đánh nhau đấy. Đúng rồi, hay, đóng băng à. Tao đâu cần mày đóng băng cơ chứ.
Sao cứ nhắm cái con tôm mới đánh làm gì ta? Chúng ta sẽ cần điều khiển thêm phát nữa nhỉ? Thôi mình sẽ giết luôn đi. Không vấn đề gì cả. Dính rồi, dính chiêu rồi, dính chiêu rồi. Có cái mất lượt mà, con tôm mất lượt mà. Chúng ta cho có hai con thăng thiên này. Và cái con ninja hoa kia thì mình cũng sẽ cho nó chết luôn. Chết. Đỡ chết quái được, không phải đỡ được luôn. Quay số nào anh em. Quay trước nó kỳ diệu chứ không phải quay số. Quay trước nó kỳ diệu. Và game không? Không được game rồi. Nó cho ra một cục 1000 thức ăn này. Và tiếp theo chúng ta sẽ tiến lên thêm một phát nữa này. Ở đây này, tiến lên. Ở đây thì chúng ta sẽ đối đầu với ai đây? Con bóng tối này như không chịu ảnh hưởng của cái điều khiển thì phải. Kháng đây thôi. Rồi rồi, team này thì cũng dễ thôi. Mẹ, thế sao mít con này? À, nó giảm 20% kháng các tất cả các chiêu thức này. Này thì giảm này. Để đích thân anh đánh thì giảm máu đi đã, 4k máu cũng được rồi. Đánh nhau đi. Ui. Một cái bánh xe gai yếu vậy. Bánh xe gai yếu đấy. Rồi mình sẽ cho cái Gloomy Doom này. Gloomy Doom hét vào mặt nó. Con này không dính này. Một bé sẽ chết. Con kia 8k máu. Mình sẽ giết con nào trước nhỉ? Con nào cũng được. Thật ra con nào thì cũng được. Giết con này đi. Tại con này không giết được cơ. Không đủ đam mà giết. Đã chết một bé. Còn một bé duy nhất thôi. Magma núi lửa gì đó. Nó sẽ giết cái con con cáo điệp viên lúc nào lên cũng bị làm cái vật này. Tế thần này. À, double dam thôi không cần. Mình có một chiêu cắn nữa đúng không? Con này sẽ còn một chiêu cắn out of impact nữa. 20k. Xong phim. Chúng ta sẽ được vào quay nào. Nice spin. Và ra cái gì không? Ra cái... Đây, nó sẽ ra foot nhân 1000 foot này. Mình cũng hết rồi. Mình còn 2 bước nó sẽ tới trận 5 à. À, mình còn thiếu rất là nhiều cái nguyên liệu ở đây. 20 tiếng nữa sẽ kết thúc cái này. Enter vào cái. Ở đây nó sẽ lấy được hai cục ấy nữa, hai cục quả trứng màu đỏ nữa. Vẫn thiếu, thế vẫn thiếu, vẫn chung là vẫn thiếu. Lấy kiểu gì thêm trứng đây? Vấn đề mình sẽ lấy kiểu gì thêm trứng đây? Mình hiện tại thì chỉ có là mình chỉ có xem nào, mình xem tất cả trứng của ta đây. Chúng ta chỉ có 5 quả trứng màu đen đủ rồi này. Là 10 quả trứng màu xanh lá cây đủ rồi này. Rồi, đủ rồi đấy. Và 3 quả trứng màu đỏ, 4 quả trứng màu vàng và 4 quả trứng blue này thì làm sao bây giờ? Vấn đề làm sao bây giờ? Để lấy chắc là chỉ có vào trong cái Knight Custom Made thôi, nhưng mà khó đi quá. Hết điểm rồi. Con dưới đi thì sẽ lấy được thêm một quả trứng màu gì ở đây. Green, sổi ôi, đen. Đen vãi cháy luôn đấy. Green. Quả trứng màu vàng này. Nếu mà mở được chìa khóa con này thì ta sẽ mở được quả trứng màu vàng. Chìa khóa vàng đâu? Chìa khóa vàng của từ Đắc Gan cơ. Chìa khóa vàng tận dưới này thì mình có mở được cái con Roxygon cơ. Con Roxygon này sẽ mở ra được một quả trứng màu vàng này. Mình cần thêm một quả trứng, hai quả trứng đỏ. Khó, thật sự là khó. Đỏ này, trứng đỏ này. Phải cần rất nhiều cái mace thì mới có thể là ấy được. Vấn đề là lấy khó quá, thật sự lấy rất là khó. Từ 0 đến 5, tỷ lệ rơi ra này. Thấp kinh khủng luôn. Chiến thắng sẽ được 5 điểm. Chiến thắng chiến trường cho thú ăn 0-5 điểm. Sinh sản breeding tuần từ 1 đến 50 mình chẳng bao giờ được luôn. Đây repeat này. Tiếp phải chịu khó thôi, chẳng biết làm nào. Cho thú ăn cái nhỉ. Cho thú ăn lên trên này một chút. Bỏ này đi, bỏ cấp 7 đi. Chúng ta cho con cấp mới vào. Ấp trứng mà không được con này à.
Cho thử ăn xem nào, xem lên được điểm coin nào không. Nó bảo là cho nó ăn thì nó sẽ lên điểm coin mà không hề thấy lên một tí coin nào luôn. Quá khó nhỉ. Đây, hình như mình không được điểm coin nào cả. Mình lên cho cấp 10 đấy. Dạ, và mình sẽ sinh sản ở chỗ này nữa nào. Racha, không được rồi. Rồi thì mình sẽ vào trong Butter vậy, chiến đấu. Ồ, Butter qua mình cũng để tin thủ không nhỉ? Hình như không rồi. Có vẻ, à có mà. Thế sao mình vẫn bị giảm điểm nhờ? Chúng ta đi trả thù thôi anh em. Defend này. À, defend từ một ngày trước. Mình sẽ trả thù thằng Armand này. Thằng Nanang trả thù luôn. Vấn đề là ta sẽ cần đổi team đó. Team này không ăn được. Mình biết là chúng ta cần phải team hai team thật là mạnh. Vấn đề là chúng ta đang cần tìm xem team nào mạnh để mình có thể là lắp ráp thêm đội hình nữa. Mình sẽ đợi cái con phù thủy kia nó nở ra đã nhá, xong rồi mình sẽ xem. Chắc là mình sẽ dùng phù thủy này. Phù thủy bây giờ này, phù thủy băng giá này với thêm một con nữa. Chúng ta đi trả thù đó. Trả thù. Hôm qua thua đúng không? Hôm nọ thua thằng Na Nang này. Mày nhờn thế nhờ. Chẳng qua là anh quên để team thủ thôi. Vào đây đi, tao giết mày. Con này. Đấy rồi. Khủng long xương, con Tiger và con chuyên bắt cóc trẻ em này. Ui, con này tởm thế. Krampus. Rồi, chúng ta sẽ cho nó chết nhanh thôi. Không lâu đâu. Tôi nhìn tốc độ này. Vãi cả tốc độ như thế này thì đúng là một hit là chết hết cả team. Kinh khủng. Đã đài. Goodbye, see you again. 15 này. Tiếp tục thôi. Quay số nó không quá quan trọng đâu. Có thể được mà có thể xịt. Nó sẽ ra cái strength 1x 1x1. Tiếp tục là ta sẽ đánh bại những cái bọn mà ông gọi không nọ giết mình. Đây, Revenger đây. Chúng ta sẽ trả thù luôn bọn này. Toàn Padaken. Padaken cấp 50 mấy đây. Tại sao dùng Padaken ta? À, team thủ của họ. Team tấn công của họ thì cũng không khỏe hơn là bao nhiêu cả. Cũng yếu lắm. Thật ra thì cũng chẳng cần. Rồi, cho Gloomidoom cho chắc chắn. Nhìn này. Tất cả con của mình đều trên bảng xếp hạng. Tại vì cấp cao quá mà. Hít thở không khí trong lành cái. Em ơi, chết. Giật hết của mình. Chúng ta sẽ loát đinh. Rồi, chúng ta sẽ loát đinh ra cái mới. Một trận cuối cùng. Chúng ta sẽ đi đánh bại mấy thằng nữa. Đánh anh thì anh cho lấy lại điểm. Thêm điểm coin. Thêm 50 điểm coin này. Cũng tạm được. Một người nữa. Revenger. Trả thù nào. Phía dưới này mình thắng này. Mình sẽ không đánh. Đây. Thằng này đánh là mình trừ mất tận 27 điểm đấy. Chẳng ít đâu. 1638 này mình đang lên điểm này. Team tấn công như thế nào? Hồi tấn công còn yếu. Toàn epic thôi. Thôi rồi, mình sẽ bỏ qua nhanh thôi. Một hit. Tăng còn máu là cái gì vậy? Cho này hồi stamina này. Con này hít thở không khí trong lành cái. Chém. Đã đai. Và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Monster Legend. Bye bye.